Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái sản phẩm kem body bơ bảo Ngọc Lan nha chị em mình. Cái kem body này á giúp da của chị em mình nó dưỡng trắng da rất là hiệu quả luôn á chị em mình. Và đặc biệt là nếu mà da của chị em nào mà hơi sạm đen quá thì mình nên sử dụng tẩy tế bào chết và tắm trắng giùm em nha. Sau đó mình sẽ thoa kem body này mỗi đêm nha chị em mình. Cái kem body bảo Ngọc Lan này á, cái mùi của nó rất là thơm luôn á chị em mình. Và khi mà chị em mình nó thoa lên da của mình đó, thì nó thấm rất là nhanh, nó không có bị lộ chân kem hay là bết rít gì luôn á chị em mình. Thoa lên da của mình cái là nó thấm rất là nhanh, mà đặc biệt đó là nó lưu cái mùi hương trên da của mình nó nhẹ nhàng á chị em mình, rất là dễ chịu luôn, nó không có bị hôi hác hay chị em mình ha. Và đặc biệt đó là nó cái này nó sẽ trắng da body của mình trắng sáng lên nó từ từ hay chị em mình ha. Và mọi người sẽ sau đó mình thoa kem mỗi đêm thì cái da của mình nó sẽ trắng lên hai chị em mình ha. Và một hộp như thế này là chỉ có 150 ngàn thôi chị em mình, một hộp như thế này là chỉ có 150 ngàn thôi. Này này em quay cận cảnh cho chị em mình xem luôn nè chị em mình, 150 ngàn một hộp kem body như thế này, hàng luôn, lúc nào cũng có sẵn tại shop em nha chị em mình. Chị em mình mua hàng thì liên hệ với em qua Zalo giùm em nha. Zalo của em 0923573008 nha chị em mình. Đây. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại.